đói bụng thấy không? Quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 7.19 tại miền Nam, 16.12 từ miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu ibctv.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, xứ ngôn viên Hà Anh và Tuyết Nha xin kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin chiều hôm nay, xin kính mời quý vị đến với phần điểm tin. Thuyền chở 185 người tị nạn Rohingya cập bờ biển Aceh của Indonesia. Trung Quốc mở cửa biên giới, chấm dứt chính sách không Covid. Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về việc thả 50 binh sĩ. Tổng thống Biden thăm thành phố El Paso. Ông Kevin McCarthy được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Và sau đây, kính mời quý vị khán thính giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Tuyết Nha. Thuyền chở 185 người tị nạn Rohingya đã cập bờ biển Aceh của Indonesia. Thuyền chở 185 người tị nạn Rohingya đã cập bờ biển Indonesia vào ngày hôm qua Chủ nhật. Theo giới chức cơ quan phòng chống thảm họa địa phương cho biết, chiếc thuyền tới đây sau khi hàng trăm người đến vào cuối năm ngoái chạy trốn khỏi những điều kiện tuyệt vọng trong những trại tị nạn Bangladesh. Hơn một nửa số người tới vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều hôm qua là phụ nữ và trẻ em. Ridwan Jamil, người đứng đầu cơ quan phòng chống thảm họa Aceh Besa, đã chia sẻ với Reuters những bức hình này. Họ cho thấy những người tị nạn ngồi thành nhóm và nằm dài trên cát. Hàng trăm người Rohingya đã đến Aceh trong vài tháng qua, trong đó có một chiếc thuyền chở 174 người trôi dạt vào bờ biển vào cuối tháng 12. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR đã nói năm 2022 là một trong những năm nguy hiểm nhất trên biển đối với người Rohingya trong gần một thập niên. Họ đã bị đàn áp tại Myanmar. Trong nhiều năm, nhiều người Rohingya đã trốn sang những nước láng giềng như Thái Lan và Bangladesh, cũng như những nước có đồng tín đồ Hồi giáo là Malaysia và Indonesia. Trong khi đó, thì Trung Quốc đã mở cửa biên giới và chấm dứt chính sách không Zero Covid. Lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020, Trung Quốc hôm Chủ nhật đã dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch đối với du lịch nước ngoài và tái mở cửa biên giới cho du khách quốc tế. Việc nới lỏng các hạn chế đánh dấu sự gỡ bỏ cuối cùng đối với chính sách không Covid từng gây nhiều tranh cãi của nước này. Trong vài năm vừa qua, chính sách này đã bảo vệ 1,4 tỷ người dân Trung Quốc khỏi bị nhiễm virus, nhưng cũng cắt đứt họ với phần còn lại của thế giới. Giờ đây, khách du lịch đến Trung Quốc sẽ không cần phải cách ly mà chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ trước đó. Các nhà đầu tư hy vọng việc mở cửa trở lại sẽ tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế trị giá 17.000 tỷ Mỹ Kim đang trải qua mức tăng trưởng chậm nhất trong gần nửa thế kỷ vừa qua. Việc mở cửa biên giới diễn ra trước thời điểm bắt đầu năm mới âm lịch, vốn là thời điểm đi lại hàng năm lớn nhất thế giới trước khi xảy ra đại dịch. Dự kiến sẽ có khoảng 2 tỷ chuyến đi trong năm nay, gần gấp đôi so với năm ngoái. Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về việc thả 50 binh sĩ. Bộ Quốc phòng Nga đã nói những cuộc đàm phán vừa qua thì Ukraine đã trao trả 50 binh sĩ Nga đang bị bắt. Nga nói những binh sĩ này được trả tự do, được đưa tới Moscow để phục hồi y tế và tâm lý. Ngày 8 tháng 1, sau những cuộc đàm phán, 50 quân nhân Nga đang gặp nguy hiểm khi bị giam cầm được trả về từ lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát, là điều mà Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ. Ukraine xác nhận thông tin này và cho biết thêm Nga cũng đã phóng thích 50 quân nhân Ukraine như một phần của thỏa thuận trao đổi tù binh. Trong diễn biến liên quan tới cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, theo nhân chứng Reuters, cuộc tấn công của Nga sử dụng hỏa tiễn nhắm vào thành phố Kramatorsk của Ukraine gây ra thiệt hại, nhưng chưa có những dấu hiệu thương vong rõ ràng. Nga trước đó cho biết cuộc tấn công đã làm 600 binh sĩ Ukraine tử vong.
Các phóng viên của Reuters tới hai ký túc xá đại học mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết là nơi ở tạm thời của quân nhân Ukraine gần với chiến tuyến vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công trong đêm. Cả hai dường như không bị trúng hỏa tiễn trực tiếp hay bị hư hại trầm trọng. Chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy những người lính sống ở đây và chưa có tìm ra thi thể hay dấu vết của máu. Cảnh sát của Đức đã bắt hai nghi can và chuẩn bị tấn công hóa học. Cảnh sát của Đức cho biết đã bắt giữ một người đàn ông Iran và một người khác vì nghi ngờ hai người này chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công hóa học chết chóc sử dụng chất độc cyanur và ricin. Các quan chức nói vào hôm Chủ nhật, vụ tấn công bị tác động bởi chủ nghĩa cực đoan. Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi can tại thị trấn Khachab Rasul, cách Berlin khoảng 500 cây số về phía tây. Tổng thống Hoa Kỳ tới thăm thành phố El Paso. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới thành phố El Paso, Texas hôm qua thị sát cuộc khủng hoảng di dân dọc biên giới. Chuyến thăm của ông đã diễn ra vài ngày sau khi ông tuyên bố người Cuba, Nicaragua và người Haiti lẫn Venezuela sẽ bị đưa tới Mexico nếu nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp nữa. Đây là sự mở rộng chính sách nhập cư thời đại dịch có tên gọi là Title 42. El Paso là một trong những thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ trên biên giới Mexico, nơi hàng ngàn di dân tới đây hàng ngày. Teresa Cardinal Brown, cố vấn của Viện George W. Bush có trụ sở tại Dallas, Texas, chia sẻ với El Paso Times, số lượng di dân ngày càng tăng trong thành phố là cuộc khủng hoảng nhân đạo, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng thủ tục, khủng hoảng chính quyền địa phương và là cuộc khủng hoảng quốc tế. Cuối ngày Chủ nhật, ông Biden tới Mexico City gặp Tổng thống Mexico là Andrés Manuel López Obrador, lẫn Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào thứ Hai và thứ Ba tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa xin tạm dừng giây lát để gửi đến quý vị khán giả phòng bảo trợ thương mại. Sân ngôn viên Tuyết Nha và Hạnh sẽ quay trở lại với một số tin tức được cập nhật như bản tin về Kevin McCarthy được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ như thế nào, hay bản tin về Nga đã tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong vòng 24 giờ ra sao, cùng với một số tin tức mới nhất được cập nhật. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV.